Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu tranh những bông hoa hồng. Trong cốc cũng có một bông hoa hồng. Các bạn hãy cùng tôi với mình nha. Hoa thì mình sẽ cần xác định nằm đâu, mình bỏ mấy trăm đâu, một cái ghế mình ngồi. Chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình những toàn bức tranh những bông hoa hồng màu đỏ rất là đẹp này. Và
cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn.